Hello, xin chào nha. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đàm Vào mình nha. Mình Đàm Vào đây. Hôm nay là ngày thứ bảy của tuần, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Mình Đàm Vào chúc bà con, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, của tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với giờ cà phê, giờ tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo á. Mong mọi người, mong bà con hãy luôn luôn một kênh Đàm Vào mình nha. Thì cho mình xin một like và một đăng ký nha. Những người nào chưa đăng ký một kênh mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình mời bà con, mời mọi người comment theo dõi bằng nhã. Tại sao nó đô mà sao nó giót được phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 25 tháng 12, vì ngày hôm nay là Noel nên là không có giao dịch mới mọi nhé. Xem thử là nó như thế nào và sau đó mình sẽ vào phòng nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ bảy tại các địa phương các tỉnh, xem thử là thay đổi gì không mọi người nhé. Thì bà con thì đưa ra bình luận bạn nhé, mong bà con mọi người theo mình theo dõi bằng giá nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bằng giá cà phê sản London, cà phê Rota với vôi chuẩn phiên giao dịch ngày 25 tháng 12 năm 2020. Các bạn già cho phiên dịch ngày hôm qua mới nha, vì hôm nay là nghỉ lễ Noel nên không có giao dịch mới. Kỳ hàng nhau ngay tháng 1 năm 2021 vẫn là dương 10 đô, kỳ hàng nhau tháng 3 năm 2021 vẫn là dương 5 đô, kỳ hàng nhau tháng 5 năm 2021 vẫn là 6 đô, kỳ hàng nhau tháng 7 năm 2021 vẫn là dương. Thưa bà con, đây là bằng giá cà phê San New York với Arabica, cà phê chè. Bằng giá này cũng cho phiên giao dịch ngày 25 tháng 12 năm 2020 mọi người nha. Hôm nay do lễ Noel nên là không có bằng giá mới mọi người nha. Mình quay cho bà con tham khảo á. Kỳ hạn giao ngày tháng 3 năm 2021 vẫn là dương 1,40 sen, kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 dương 1,40 sen, kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021 dương 1,45 sen, kỳ hạn giao tháng 9 năm 2021 dương 1,50 sen mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi qua bảng giá cà phê ngày hôm nay, xem thử là có mua lên mua xuống gì không, và sau đó mình sẽ vào bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo thì đưa ra được mua bạn. Tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2020.